và các bạn, thì hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta thì tôi đưa ra những cái ví dụ cụ thể để quý vị và các bạn hiểu thêm về cái thừa kế và những người được thừa kế và di sản thừa kế, để quý vị và các bạn phần nào cập nhật được trong trường hợp của mình, để tránh trường hợp trong cái lúc mà trà dư tủ hậu thì chúng ta lại không biết những cái quy định của pháp luật, mà khi không biết quy định pháp luật thì chúng ta lại có những cái luồng ý kiến trái chiều khác nhau. Hôm nay thì luật sư Thu sẽ cho quý vị và các bạn một cái điều cơ bản nhất để quý vị và các bạn cùng tham khảo nhé. Cái tên của video hôm nay có tên là Ba chết ai trả nợ. Thưa quý vị và các bạn, thì tôi có một cái em bảo với tôi rằng là em có một cái khách hàng, họ đứng ra vay ngân hàng. Thì khi mà ông bố đó ổng vay ngân hàng, thì khi vay thì ngân hàng cho vay một cái số tiền là, tôi cứ giả dụ đó là 500 triệu đi. Thì khi mà vay như vậy thì tình cờ là ông mất. Vậy như vậy thì bây giờ ngân hàng sẽ đòi ai? Và khi mà với cái số nợ như vậy nó lớn hơn cái số tài sản thì đặt trường hợp như thế nào đây? Và bạn này cũng cảm thấy bối rối, không biết phải xử lý trường hợp này như thế nào. Thì hôm nay thông qua cái video Dân ta phải biết luật ta, thì tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn cách chia di sản thừa kế và di sản như thế nào. Thưa quý vị và các bạn, tôi đi vào một cái trường hợp thực tế. Tức là ông A, ổng vay ngân hàng. Thì trong cái quá trình ông vay là vay 500 triệu đồng. Thì có đến thời điểm ông vay thì ổng trả nợ đều lắm, và nhiều lần như vậy. Thì khi ông vay mà ông không có khả năng trả nợ thì ngân hàng đã phát mãi cái tài sản đó. Thì không may mắn là cái tòa án đã có một cái phán quyết, thì đất ổng nằm trong một cái diện mà giải tỏa đền bù, cho nên tổng cái số tiền mà ổng nợ ngân hàng gốc cộng lại nhân với thời gian nó lớn hơn nhiều so với cái giá trị mà ổng được bồi thường tại ban bồi thường giải phóng mặt bằng. Vậy thì trong trường hợp này thì ông phải làm sao? Thưa quý vị và các bạn, bây giờ tôi tạm phân cái trường hợp này là hai trường hợp. Thứ nhất là tôi cho rằng nếu khi ông A chết, tổng số cái di sản của ông, thì bây giờ di sản của ông tại thời điểm này thì các hàng thừa kế của ông sẽ biết. Và biết là gì? Cái quyền sử dụng đất của ông trong khối tài sản chung vợ chồng, hoặc là quyền sở hữu của ông trong cái công ty cổ phần gì đó, tài sản chung với người khác, cổ phiếu, trái phiếu, tất cả những gì được xem là di sản của ông cộng lại. Nếu tổng cái di sản của ông là 1 tỷ đồng, 1 tỷ đồng nha quý vị và các bạn. Rồi vấn đề thứ hai nữa, khi ông được 1 tỷ đồng nhưng ông nợ của ngân hàng A là 700 triệu, ông nợ của cá nhân B là 400 triệu, ông nhận của cá nhân C là 100 triệu, vậy thì tổng cộng ông nợ là 1 tỷ 2. Vậy thì di sản nhỏ hơn cái số nợ. Tức là bây giờ cái quyền của ông bây giờ có 1 tỷ thôi, nhưng mà cái nghĩa vụ của ông nó lớn hơn. Vậy thì 200 triệu còn lại các đồng thừa kế không có nghĩa vụ trả. Nhớ nha quý vị và các bạn, không có nghĩa vụ trả. Còn cái cách như thế nào là do các bên tự thỏa thuận, các bên tự phân chia cái di sản của ông theo cái tỷ lệ phần trăm. Ví dụ như bây giờ 1 tỷ 2 thì trong đó có gồm 3 chủ nợ, thì mỗi chủ nợ sẽ tương ứng bao nhiêu phần trăm đó để mà nhận cái phần mà cái nghĩa vụ ông A phải trả. Vậy thì trường hợp thứ nhất tôi đã phân tích cho quý vị và các bạn, sau khi ông A mất thì cái
nghĩa vụ của ông lớn hơn cái số tiền ông đang có, cái di sản mà ông còn lại. Thì các đồng thừa kế, các hàng thừa kế của ông, hàng thừa kế thứ nhất của ông, có thể là hàng thừa kế của thứ hai của ông, không có nghĩa vụ phải trả bù vào, họ sử dụng cái tiền của họ bù vào số tiền này. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, đó là tổng cái di sản của ông, tôi vẫn lấy là 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông chỉ nợ là 800 triệu thôi. Thì sau khi cấn trừ giữa di sản và nghĩa vụ mà ông phải thực hiện cho đến thời điểm ông chết, còn lại là 200 triệu, thì ông sẽ được chia cho các hàng thừa kế. Nếu ông không có hàng thừa kế thứ nhất thì sẽ chia cho hàng thừa kế thứ hai, và mỗi người được một suất thừa kế bằng nhau. Tôi giả sử trong trường hợp này thì ông A đó, cái người mà chết này, họ có vợ và một người con, thì sẽ chia cho hàng thừa kế thứ nhất của vợ và một người con, mỗi người bằng một suất thừa kế. Tôi giả sử đây là tài sản riêng của ông, 200 triệu đồng, thì mỗi người được 100 triệu. Thưa quý vị và các bạn, việc giải thích luật thì nó không khó. Và khi đưa luật vận dụng vào trong thực tiễn thì đó là một vấn đề. Mỗi người cứ đọc luật và hiểu luật theo cái cách khác nhau. Hôm rất là nhiều lần tôi được khách hàng nói rằng là trong trường hợp này tôi đã tư vấn tới tổng đài, tôi đã tư vấn tới người A, tôi đã tư vấn bến bàn hàng xóm, tôi đã tư vấn tới một cái người nào đó. Tuy nhiên, tôi cho rằng những cái quy định của pháp luật thì mỗi người hiểu theo cái cách khác nhau. Tuy nhiên, chỉ những người vận dụng những cái kiến thức pháp luật, tôi cho rằng là những chuyên gia đó, thì họ mới hiểu được một cách tường tận về thế nào là di sản, áp dụng những cái luật trong thực tiễn. Có một cái câu chuyện vui rằng là tôi thì tôi rất là hay thường nghe một số người họ bảo rằng là sao mà luật sư tư vấn khác, tôi thấy thì cái ông hàng xóm của tôi tư vấn khác, sao luật sư tư vấn gì kỳ vậy, cái ông tin gì đó của tôi tư vấn khác. Thưa quý vị và các bạn, tôi cho rằng mỗi cũng có thể rằng là những cái kiến thức pháp luật thì điều luật thì ai cũng biết. Tuy nhiên, họ có vận dụng, họ có sử dụng nó để ứng dụng trong thực tiễn, trong quá trình hành nghề, thì đó là một cái vấn đề mà khó khăn. Việc ứng dụng cái quy định của pháp luật để trong thực tiễn đời sống, đó là một vấn đề rất là khó khăn. Sẵn đây thì tôi cũng muốn đưa cho quý vị và các bạn, nếu quý vị và các bạn xem những cái video, những cái tư vấn quy định của pháp luật có cái nguồn rõ ràng là văn phòng luật sư hoặc viện kiểm sát hoặc là tòa án, thì đó là cái nguồn chính thống. Thực ra lý do tại sao tôi phải nói với quý vị và các bạn điều này, vì tôi có đọc trên một cái trang web nào đó, và họ nói rằng bộ luật dân sự năm 2012. Dạ không, thưa không, không có bộ luật dân sự năm 2012, mà chỉ có bộ luật dân sự năm 1995, bộ luật dân sự năm 2015 và bộ luật dân sự năm 2005, và 10 năm bộ luật dân sự có một lần. Và như vậy, tôi cũng mong muốn thông qua cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, quý vị và các bạn sẽ xem cái nguồn chính thống. Vì tôi cho rằng mặc dù là tư vấn mang một thông điệp trao đi cái giá trị, tuy nhiên rằng tôi cũng mong muốn được chuẩn hóa một cách tốt nhất, chứ không phải rằng là giống bây giờ quý vị và các bạn rõ ràng quý vị và các bạn xem một cái trường hợp gì đó, và quý vị và các bạn ví dụ như bị chó cắn đi, quý vị và các bạn lên trên mạng search thì rất nhiều những cái bác sĩ Google nói về trường hợp khác nhau. Nhưng
nhưng quý vị phải chọn lọc những cái nguồn nào cơ bản, những cái nguồn nào chính thống để quý vị và các bạn hiểu, để tránh trường hợp như tôi rằng là tôi ra mà khách hàng hỏi sao luật sư tư vấn kiểu này mà ông khác lại tư vấn, ông cái ông hàng xóm của tôi tư vấn như vậy. Thì tôi cho rằng mỗi một cái quy định của pháp luật, việc hiểu của mỗi một cái cá nhân hoàn toàn khác nhau, và chúng ta có quyền chọn những cái quy định nào nó cảm thấy là đủ độ tin tưởng nhất, và chúng ta chọn lọc và chúng ta cập nhật kiến thức pháp luật. Xin trân trọng cảm ơn.